cách mà viết nội dung để mà thu hút khách hàng theo cái công thức AIDA. AIDA ở đây là viết tắt của bốn từ tiếng Anh. Bốn từ tiếng Anh, đây là một công thức rất là kinh điển của giới marketing, và ở Việt Nam thì người ta cũng sử dụng công thức này khá nhiều vì nó đơn giản, nó dễ hiểu và dễ làm. Chữ A đầu tiên có nghĩa là attention, tức là chúng ta hiểu đây là chính là gì ạ? Thu hút sự chú ý. Thu hút sự chú ý. Rồi, chúng ta trả lời cho câu hỏi là làm thế nào để chúng ta thu hút được sự chú ý, đúng không? Thì người ta sẽ nói đến chữ Y ở đây thì chính là interest, hay còn gọi là sự thích thú. Đấy, sự quan tâm, đúng không? Có thể ban đầu tôi chưa thích, tôi chưa quan tâm, nhưng mà nghe nói nhiều, đọc nhiều, tìm hiểu nhiều thì tôi lại thấy quan tâm. Và chữ D ở đây có nghĩa là chữ design. Đấy, chữ design này không phải là design thiết kế nhé. Đấy, design thiết kế là chữ SC cơ. Với chữ G. Design ở đây có nghĩa là sự khao khát, sự khao khát. Và cuối cùng đấy là chữ A là action, là kêu gọi hành động. Đấy, nó có bốn bước như thế thôi, bốn bước. Vậy thì bây giờ chúng ta thu hút sự chú ý bằng cách nào? Thì giống như là chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta gặp một cô gái đẹp, đúng không? Đấy, giả sử một cô ấy đẹp, rất đẹp đi, thế nhưng mà cô ấy mặc áo chống nắng, rồi thì trùm kín đầu, đúng không? Áo chống nắng bây giờ có cả mũ, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy cô ấy thì chúng ta cũng chẳng thấy có cái gì là đẹp, vì chúng ta có thấy cái gì đâu, không biết cái gì để mà biết là đẹp và để thu hút được sự chú ý, đúng không? Thế nhưng mà cô ấy vẫn là cô ấy, thế nhưng mà cô ấy mặc một bộ đồ thể thao chẳng hạn, hay là cô ấy đang mặc một bộ trang phục mà lễ hội chẳng hạn, đúng không? Hay là cô ấy mặc một bộ trang phục đi bơi chẳng hạn, thì rõ ràng là nam giới hay là phụ nữ thì đều bị cô ấy thu hút cả. Các bạn đừng nghĩ là vẻ đẹp của người phụ nữ chỉ có nam giới thích thú, đúng không ạ? Phụ nữ cũng thích phụ nữ đẹp. Thế, thế nên cho nên là muốn người ta thu hút được sự chú ý thì ở đây chúng ta phải lưu ý rằng là đấy là chúng ta sẽ quan tâm đến việc đầu tiên, đó là cách, đúng không ạ? Giật tít, hay còn gọi là cách viết tiêu đề. Làm sao để họ thu hút đây? Làm sao để họ thu hút? Thì chúng ta phải có cách giật tít, cách viết tiêu đề hấp dẫn, đúng không ạ? Gợi được những cái sự tò mò, gợi được sự tò mò. Gọi được cái sự gọi là tạo ra được những cái bí quyết, bí mật, bất bí, những bí mật mà người giàu không bao giờ tiết lộ, nghe có vẻ tò mò đấy, đúng không ạ? Hay là bí quyết kiếm 100 triệu một tháng trong tay đấy. Hay là chúng ta có thể đưa ra các cái số liệu về thống kê, ví dụ như là 95% những người hút thuốc lá trên 30 năm đều bị ung thư phổi theo thống kê của WHO, ví dụ như thế, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta cũng có thể đưa ra những cái tiêu đề là dạng là bên thứ ba nói, đúng không ạ? Theo Google thì 90% những người tìm kiếm trên Google là sẽ có hành vi mua hàng sau đó, đúng không ạ? Hay là chúng ta cũng sẽ giật tít vào cái bí quyết của chúng ta là chúng ta sẽ hướng tới một nhóm khách hàng cụ thể, hướng tới một nhóm khách hàng cụ thể. Vâng, ví dụ như là dành riêng cho các mẹ bỉm sữa, đúng không? Kiếm 1 tỷ một năm không khó, đúng không? Đấy. Hoặc là các cái tiêu đề thì nó cũng liên quan đến vấn đề tiền bạc, kiếm tiền, tình yêu, vân vân, đều rất là thu hút, đúng không ạ? Hay là tiêu đề thì nó có thể là có một cái sự vần điệu, vần điệu. Ví dụ như chúng ta gieo vần, đúng không? Chúng ta gieo vần là câu trên với câu dưới, chúng ta gieo vần.
thế nào, câu trên và câu dưới chúng ta gieo vần như thế nào để cho nó hay, để cho nó hay. Gieo vần giống như kiểu là thơ Lục Bát chẳng hạn, đúng không ạ? Thơ Lục Bát chẳng hạn, hay là gieo vần giống như là cái câu trên với câu dưới là nó phải vần vèo với nhau. Đấy. Rồi. Hoặc là chúng ta cũng có thể chế hoặc là sửa thơ. Sửa thơ, sửa lời bài hát. Đúng không? Thế ví dụ như là người ta làm là Hà Nội mùa này là vắng cơn mưa, thì bây giờ đang mưa to gió lớn thì Hà Nội mùa này là phố cũng như sông. Đấy. Thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta chế để chúng ta sửa thì chúng ta thu hút được người ta. Đấy là cái cách mà chúng ta sẽ giật tít, đúng không ạ? Giật tiêu đề. Và chúng ta có thể là đưa ra, đúng không ạ? Chúng ta đưa ra những cái đặt vấn đề với khách hàng. Nỗi đau của họ là gì? Đây là cái kỹ thuật giật tít. Tất nhiên là chúng ta sẽ cần phải minh họa, đúng không? Chúng ta sẽ phải minh họa bằng hình ảnh hoặc là bằng video. Và trong từng cái đó, chúng ta thấy là cái hình ảnh minh họa nó cũng phải phải phù hợp và nó cũng phải chứa đựng nhé. Cái hình ảnh của cái video này nó phải chứa đựng các yếu tố. Tại sao một cái hình ảnh đẹp nó phải có bố cục, nó phải có bố cục đẹp hợp lý, đúng không? Và màu sắc, màu sắc thì ngoài cái chuyện là nó nhận diện thương hiệu, nhận diện thương hiệu thì nó phải có màu sắc bắt mắt. Hiện nay khi mà chúng ta lướt mạng xã hội, khi mà chúng ta lướt đây, khi mà chúng ta lướt trên mạng xã hội như này, và chúng ta sẽ lướt bằng cái gì? Chúng ta sẽ lướt bằng cái ngón tay trái, hoặc là xin lỗi, tay trái hoặc là tay phải thì đều sử dụng ngón tay cái. Thế thì chúng ta lướt như thế này, và cái gì khiến chúng ta dừng lại, cái gì khiến chúng ta dừng lại thì cái hình ảnh mà chúng ta nhìn được bằng mắt cộng với lại trí não của chúng ta, cộng với trí não của chúng ta thì nó sẽ điều khiển cái ngón tay nó dừng lại hay không, đúng không? Bởi vì chúng ta, người ta gọi là lướt mà. Bây giờ người ta gọi là lướt web, lướt mạng xã hội, lướt Facebook, chứ người ta không gọi là kiểu như là đọc hay xem hay nghiên cứu kỹ, thường họ lướt qua. Vậy muốn họ dừng lại, muốn họ dừng lại thì cái màu sắc nó phải rất bắt mắt, nó phải rất lạ. Tất nhiên nó vẫn có yếu tố thương hiệu, ví dụ như là thương hiệu của Mobifone thì nó phải là trắng xanh đỏ, rồi dứt khoát là nó phải có yếu tố thương hiệu, nhưng mà nó phải bắt mắt, nó phải xanh đỏ tím vàng, đúng không? Nó phải chứa đựng những cái yếu tố như là sexy, đúng không ạ? Như là lạ, như là tò mò. Thí dụ trong cái khuôn hình có một cô gái rất là xinh thì rõ ràng là người ta đi qua người ta muốn dừng lại. Trong cái khuôn hình mà có một cô gái cực kỳ hấp dẫn, người ta sẽ muốn dừng lại. Đấy là gọi là yếu tố về sexy. Hoặc là có những cái yếu tố về nhận quà, nhận thưởng, đúng không? Thế thì đến cái phần tiếp theo là interest, tức là bây giờ làm cho người ta thích thú, người ta quan tâm hơn, đúng không ạ? Vậy thì muốn làm cho người ta thích thú, muốn làm cho người ta quan tâm thì chúng ta phải làm gì? Thì rõ ràng là chúng ta phải thấu hiểu khách hàng, tức là chúng ta biết là họ cái nhu cầu thực sự là gì, đúng không ạ? Điều mà khách hàng muốn, đấy nhá, điều mà khách hàng sợ, họ sợ nhất điều gì, họ muốn là điều mà khách hàng thích hoặc là cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy sung sướng. Ok, thế thì cái điều mà họ muốn mình cho họ, cái điều mà họ sợ mình tránh, mình đảm bảo cho họ là không, không có chuyện đấy xảy ra, không gặp phải, đúng không ạ? Không gặp phải. Ví dụ như họ mua hàng họ sợ bị lừa thì mình nói là gì? Giao hàng rồi mới thu tiền, thế thì họ không sợ bị lừa nữa. Họ sợ là hàng hóa kém chất lượng thì xem hàng rồi mới phải thanh toán, phải mua, mua rồi có quyền trả lại ấy, thì họ không có gì phải sợ nữa cả. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Vâng. Thì bây giờ mình làm gì? Thế thì mình ngồi liệt kê ra, mình liệt kê ra, mình phải hiểu với khách hàng điều khách hàng muốn, điều khách hàng sợ đây, rồi
họ muốn cái gì mình viết vào. Ví dụ như họ muốn giá rẻ này, đấy, họ muốn sản phẩm tốt này, đấy, họ muốn là ví dụ như trong gói cước thì họ muốn là tốc độ cao này, họ muốn dùng mà họ không muốn chờ đợi này, không muốn chờ đợi. Ví dụ như bây giờ tôi xem phim mà nó cứ phải loát 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 này tôi rất là khó chịu, hay là tôi tải file xuống thì cũng rất là khó chịu. Mọi người hiểu ý không ạ? Đấy, rồi thì họ xem một cái gì đó mà họ cứ phải 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 tải tải đợi đợi thì rõ ràng là như vậy mình đưa cho họ những cái thông điệp như vậy, họ không muốn chờ đợi, họ không muốn bị hết giữa chừng. Đấy. Rồi họ không muốn là kiểu giống như là trở thành cái người mà trở thành cái người mà trên mạng bây giờ chỉ cần là bỏ lỡ một cái điều gì đó thôi là họ đã cảm thấy là tối cổ lắm rồi. Thế thì nói về những điều này thì họ sẽ tăng được cái sự thích thú của họ lên, tăng cái sự quan tâm của họ lên, đúng không ạ? Thấu hiểu đến họ là gì, liên quan đến sở thích, liên quan đến nghề nghiệp, đúng không ạ? Và giúp họ kiếm tiền. Content bán xin số nhưng mà giúp họ kiếm tiền, đúng không? Một cái số đẹp giúp họ tự tin hơn khi giao dịch, số đẹp giúp họ tăng được cơ hội nghe điện thoại. Chương trình trả góp là gì, đúng không? Đấy, thế thì chúng ta phải xoáy vào tất cả những cái điều mà khách hàng sung sướng, đúng không? Đấy, để mà dấy lên cái mối lo ngại của họ, và họ nếu như họ không mua sản phẩm này thì họ sẽ mất đi những cái cơ hội, những cái giá trị mà sản phẩm và dịch vụ đem lại đó, và những cái cơ hội trong tương lai, vân vân. Với những cái nội dung như vậy thì chúng ta sẽ có thể tạo ra được cái sự khát khao của khách hàng, và cuối cùng là chúng ta sẽ kêu gọi hành động. Chúng ta sẽ kêu gọi hành động, ví dụ như là liên hệ.
hệ đấy, rồi thì cách thức đăng ký, cách thức mua hàng, cách thức đặt cọc. Và mình phải lý giải, mình phải lý giải là tại sao mà họ cần phải mua đấy. Bởi vì hiện nay nó có một vấn đề là có rất nhiều người bán, có rất nhiều người bán chứ không phải có mỗi một mình đấy. Thế nên là họ mà thích cái gói cước, họ thích cái sim, họ đi tìm người khác thì sao, đúng không? Rồi thì tôi hướng dẫn sơ bộ rất là nhanh một cái công thức, trong tiếng Anh marketing người ta gọi là AIDA, viết tắt của bốn từ tiếng Anh là AIDA, đó là thu hút sự chú ý, làm cho người ta quan tâm hơn, làm cho người ta khát khao và làm cho người ta hành động để mua hàng, đúng không? Và mua hàng thành công. Thì đây là một cái công thức rất là đơn giản và dễ hiểu, ít bước. Thì chúng ta sẽ liệt kê ra như thế này. Thì từ đó là chúng ta sẽ viết theo cái công thức này là chúng ta sẽ xong. Ok. Rồi, xin cảm ơn các anh chị và các bạn.